Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục hỏi đáp cùng chuyên gia của báo Sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào 19h30 thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng số của báo Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, trước đây thì bệnh gút được coi là bệnh của người giàu, thế nhưng ngày nay thì bệnh gút không còn hiếm nữa, tỷ lệ mắc bệnh ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Gút nếu không được điều trị đúng sẽ tiến triển âm thầm dẫn đến các biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người bệnh sự nguy hiểm của bệnh lý này phụ thuộc rất nhiều vào việc tuân thủ điều trị và ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe của người bệnh. Vì vậy ngày hôm nay chuyên gia của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin cần thiết về bệnh gút cũng như những cách phòng ngừa biến chứng. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Trần Nam Trung, phó trưởng khoa Cơ xương khớp Bệnh viện E. Xin chào MC Việt Hồng. Xin chào các quý vị khán giả vâng rất là cảm ơn bác sĩ Nam Trung đã dành thời gian đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay và thưa bác sĩ trước tiên thì bác sĩ có thể uh, giải thích cho quý vị khán giả được hiểu đầy đủ về bệnh gút cũng như là tỷ lệ người đến khám liên quan đến gút được thống kê tại bệnh viện E ra sao ạ vâng uh, cái bệnh gút là một cái bệnh rất là phổ biến mà chúng ta đều biết và mọi người đều đều có cái khái niệm về cái câu chuyện bệnh gút nhưng mà chính xác thì thế nào gọi là bệnh gút uh, và cái câu hỏi thứ hai là như việt đồng vừa nói là ở viện e thì có nhiều người đến khám không ạ đúng không ạ thế thì uh, trước hết thì chúng tôi muốn chia sẻ rằng là bệnh gút là một cái tình trạng bệnh trước hết nó là một cái tình trạng bệnh vì sao thế bởi vì uh, có những trường hợp là người ta gọi là bệnh gút nguyên phát và cái có những cái trường hợp gọi là thứ phát chính vì vậy chúng tôi gọi là tình trạng bệnh là vì có những người tự trong cơ thể của người ta nó có những cái rối loạn làm cho cái axit uric của chúng ta bình thường nó phải được chuyển hóa và nó được thải ra khỏi cơ thể một cách an toàn thì khi mà cái quá trình đấy nó bị rối loạn làm cho cơ thể của chúng ta không thể đào thải được các cái axit uric của chúng ta ra ngoài thì nó dẫn đến cái chuyện là nó ứ lại bên trong cơ thể và chúng ta hiểu rằng đấy nó như là rác ở trong cái cuộc sống của chúng ta mà trong cái quá trình sinh hoạt chúng ta tạo ra rác mà không có thể thải được cái rác đi thì nó sẽ ứ động lại nó sẽ trồng chất lại bên trong cơ thể bên trong nhà của chúng ta thì nó sẽ gây ra rất nhiều vấn đề và gút cũng như vậy nếu axit uric là cái thành phần mà chúng ta cần phải được đào thải ra ngoài mà không được đào thải một cách đầy đủ thì nó sẽ ứ lại bên trong cơ thể và khi nó ứ lại trong cơ thể nó sẽ gây ra rất nhiều các cái tình trạng khác nhau và đó là những cái biểu hiện của bệnh lý mà chúng ta gọi là gút và cái thứ hai nữa là những cái trường hợp mà không phải tự trong cơ thể của chúng ta rối loạn mà do chúng ta ăn vào, do chúng ta có những các cái bệnh lý khác mà nó làm, làm cho cái quá trình chuyển hóa của chúng ta nó không được như ý thì cũng đều là những cái căn nguyên nó có thể gây ra cái tình trạng mà chúng ta gọi là bệnh gút. Thế chính vì vậy cho nên là căn nguyên hoặc là cái cốt lõi của cái bệnh lý này chúng ta hiểu rằng là acid uric nó có thể có từ trong rất nhiều các cái loại thực phẩm khác nhau nhưng bản thân trong cơ thể của chúng ta nếu mà không được đào thải thì kể cả là chúng ta không ăn nhiều các cái loại thực phẩm mà nhiều axit uric thì nó cũng có thể gây ra bệnh cho nên đấy là cái câu chuyện đầu tiên mà chúng ta muốn chia sẻ tránh tình trạng chúng ta chỉ nghĩ rằng a à, những người nhà giàu những người mà suốt ngày về ăn hải sản những người suốt ngày về ăn các loại thịt thế này thế kia cao cấp thì nó mới cả bệnh gút thì xin thưa rằng là không phải như vậy và cái thứ hai nữa là tỷ lệ cái số người bệnh gút mà đến khám ở Việt Nam chúng tôi chưa có những các cái thống kê một cách cụ thể nhưng qua tham khảo với các cái mô hình chúng tôi nhận thấy rằng là axit uric hay tăng acid uric hay là các cái bệnh nhân mà bị bệnh gút nó cũng phải chiếm từ 20 đến 30% những các cái bệnh nhân mà đến thăm khám ngoại trú cũng như là những cái bệnh nhân mà phải đến làm việc điều trị điều trị nội trú tại cái khoa Cơ xương khớp bệnh viện này của chúng tôi. À, vâng như vậy là chúng ta có hai căn nguyên cơ bản dẫn đến bệnh gút thứ nhất là do cơ thể của chúng ta không tự đào thải được axit uric đúng không ạ và thứ hai như bác sĩ trung nói đó là do chế độ ăn uống vậy thì lý do nào khiến cho cái tỷ lệ người mắc bệnh gút ngày càng gia tăng và trẻ hóa à, vâng à, trước đây chúng ta nghĩ rằng là bệnh gút là phải là cái bệnh ở cái người cao tuổi rồi những người có điều kiện về mặt kinh tế tức là những người mà phải có nhiều cái để mà ăn nhưng mà xin thưa rằng là hiện tại bây giờ có những người là rất là trẻ thậm chí là 20 30 tuổi có những cái người có những cái bệnh nhân thậm chí còn chưa đến 20 tuổi. Đấy cho nên là cái câu chuyện của chúng ta đây là người trẻ hoàn toàn là có thể mắc cái bệnh này. Đấy là cái điều đầu tiên mà chúng ta cùng cần thống nhất với nhau như thế để tránh tình trạng là nhiều người đến cứ khăng khăng bảo em đã đến 50 tuổi đâu mà bác bảo em bệnh gút. Không phải thế, 18 tuổi cũng có thể có bệnh gút được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là có những bệnh nhân là bị bệnh gút sau khi mà người ta bị những các cái bệnh khác hoặc quá trình điều trị bệnh khác hoặc là chúng ta có những các cái ngăn khuyên khác nó dẫn đến cái tình trạng bệnh gút chứ không phải chỉ đơn giản là do ăn nhiều đấy là cái thứ hai và cái thứ ba chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng là có nhiều trường hợp là khi mà chúng ta mà mà, mà uh, gọi là gì nhỉ cái 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 khả năng mà đào thải ở bên trong cơ thể tức là bản thân vốn dĩ cái cái quá trình chuyển hóa của chúng ta nó bị rối loạn thì nó cũng dẫn đến cái tình trạng mà nó ứ động các cái axit uric ở bên trong cơ thể. Dạ vâng. Và với từng cái căn nguyên bệnh như là bác sĩ Trung cũng vừa chia sẻ như vậy thì bệnh gút nó sẽ có những cái biểu hiện, những cái triệu chứng điển hình như thế nào và thông thường thì người bệnh sẽ phát hiện bệnh khi ở giai đoạn nào thưa bác sĩ? Vâng. À, về mặt biểu hiện của cái bệnh gút thì chúng ta cũng có hai cái nhóm mà chúng tôi muốn đề cập. À, thứ nhất là nhóm bệnh bệnh gút mà có cái triệu chứng điển hình, điển hình tức là à, thông thường ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà cái tinh thể axit uric nó bị lắng động À, khi quá thừa trong máu đấy thì nó sẽ lắng động ra bên ngoài và cái mô khớp là một trong những cái mô nó rất là được ưa chuộng và khi mà nó lắng ra như vậy nó sẽ gây ra cái phản ứng viêm bởi vì bản thân những cái tinh thể axit uric là những cái bản những cái tinh thể mà nó là những cái ngoại lai cho nên là nó tạo nên một cái phản ứng viêm rất là cấp tính chính vì vậy cho nên là thông thường những cái cơn gút cấp tính mà chúng tôi gọi là điển hình mà được mô tả đấy là nó là như những cái cơn mà À, gọi là rất là đột ngột rất là dữ dội thậm chí là ở những giai đoạn đầu tiên đôi khi là không có biểu hiện báo trước gì cả những cái bệnh nhân mà lâu ngày rồi đôi khi nó có một vài các cái biểu hiện trước đó nhưng mà rất nhiều các bệnh nhân ở những giai đoạn đầu tiên là gần như là rất đột ngột buổi sáng buổi trưa buổi chiều buổi tối có thể đang rất vui vẻ đang thậm chí là chơi thể thao bình thường nhưng mà nửa đêm coi như là tỉnh giấc thậm chí là thanh niên cao to đẹp trai nhưng mà có thể là khóc dưng rức vì đau quá không thể chịu nổi, không ngủ được. Có những người đau nặng quá đến mức độ là thậm chí là kéo quần kéo áo kéo chăn qua cái chỗ đau đấy người ta cũng không thể chịu nổi và thậm chí nặng hơn nữa là còn quạt bật vào đấy mà thổi vào cái chỗ đau người ta cũng không chịu nổi. Có nghĩa là cái đau của cơn gút điển hình là một cái cơn đau rất là khủng khiếp, cũng là một trong những lý do mà ngày xưa các cụ thường nói rằng là cái bệnh gút là vua của các loại loại bệnh là bởi vì nó đau một cách quá khủng khiếp. Tuy nhiên thì lại rất nhiều bệnh nhân khác lại không có cái biểu hiện đau một cách điển hình như vậy nghĩa là người ta chỉ có bị đau khớp thôi người ta chỉ hơi sưng nóng đỏ đau một chút có những người đi cá nhắc một chút có những người thì đau ở tay có người đau ở chân đau ở gối nhưng mà có những người thì nó chỉ nhì nhằng nhì nhằng như vậy thôi thậm chí là rất là nhiều người là thậm chí còn tự điều trị cho nên là thậm chí là khi mà người ta đến với bác sĩ là đã 10 năm bị bệnh rồi nhưng mà vấn đề quan trọng này là, là khi người ta đến muộn thì triệu chứng nó không phải chỉ đơn giản là triệu chứng của bệnh gút mà còn là triệu chứng của biến chứng bệnh hút nữa quý vị lưu ý là như vậy dạ vâng bác sĩ trung cũng vừa cảnh báo đó là với những cái trường hợp mà người bệnh tự ý điều trị hoặc là điều trị không kịp thời thì nó sẽ dẫn đến những cái biến chứng vô cùng nguy hiểm vậy thì bác sĩ có thể phân tích rõ hơn về những cái biến chứng này và trong đó thì đâu là biến chứng nguy hiểm nhất ạ vâng à, về biến chứng thì chúng ta có thể nói rằng là <laughs> có rất là nhiều biến chứng có những biến chứng là tại chỗ nói ví dụ như là khi acid uric mà nó lắng động vào những các cái vị trí tại chỗ như chúng ta thấy rằng là lắng động vào khớp nó gây xương khớp nó gây biến dạng khớp nó gây phá hủy các cái xương rất nhiều bệnh nhân khi mà đến với chúng tôi thì xương nó bị gọng rồi thậm chí là bị chẩn đoán nhầm nhiều nơi là bị ung thư xương rồi là bởi vì là xương nó bị ăn mòn nó bị phá hủy hết rồi thậm chí là nó không còn cái khớp không còn cái 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 hình dạng như ban đầu nữa nó bị biến dạng đi và có những cái bệnh nhân là bị các cái hạt phi rất là to chẳng hạn người ta cứ càng ngày nó càng bị biến dạng như thế, thậm chí người ta còn không tự tin để đi ra ngoài nữa, không tự tin để đi uh, giao lưu bạn bè tiếp khách công việc ví dụ như vậy cái thứ hai nữa là cái biến chứng về trong ở bên trong nội tạng của chúng ta nói ví dụ như lắng động vào tim lắng động vào thận lắng động vào khớp lắng động vào uh, phổi và thậm chí các cái cơ quan nội tạng khác đặc biệt ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh đến một trong những cái biến chứng cực kỳ quan trọng đấy là thận là cái cơ van mà lọc máu tức là để tạo ra nước tiểu và là cái nơi mà bài tiết rất nhiều các cái chất độc thì axit uric là 90% là được đào thải qua qua thận và chính vì vậy cho nên là khi mà nó bị quá tải quá lâu như vậy thì nó dẫn đến cái tình trạng là sỏi thận dẫn đến tình trạng là tắc ở các cái ống thận rồi thậm chí là giai đoạn nặng hơn là người bệnh phải suy thận phải lọc máu nhân tạo và rõ ràng là ở những cái giai đoạn như vậy thì người ta quá khổ sở không phải vì đau nữa mà quá khổ sở vì cái câu chuyện là chạy theo cái chữa cái bệnh mà mà lọc lọc máu. Dạ vâng. Và bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều biến chứng liên quan đến việc là do lạm lạ dụng corticoid hoặc là chỉ dùng thuốc khi mà có những cái cơn đau như bác sĩ nói và thậm chí là uh, sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc nữa và trong cái quá trình mà tiếp nhận bệnh nhân cũng như là điều trị của mình thì bác sĩ có gặp nhiều những cái trường hợp như thế này không ạ? Vâng đúng rồi tức là cái biến chứng mà chúng ta ta đang đề cập ở đây đấy là những cái biến chứng liên quan đến bệnh nhưng mà còn một cái biến chứng rất thường gặp và như việt đồng vừa mới đề cập đấy là biến chứng liên quan đến cái cách mà người bệnh xử lý vấn đề tức là người ta điều trị không đúng không phù hợp thậm chí người ta lạm dụng thậm chí là người ta đi treo điều trị theo những cái trường phái những các cái lời khuyên lời mách bảo của người nọ người kia mà cuối cùng cái mà người ta mang lại cái mà người ta đến gặp với bác sĩ là rất là nhiều các cái bệnh lý thứ phát kèm theo thậm chí là chúng tôi đôi khi là phải dành rất là nhiều thời gian để khắc phục những các cái hậu quả như vậy và nhiều trong số đó là thậm chí còn không khắc phục được vì sao khi người ta bệnh, người bệnh mà người ta đến muộn đến ở những cái giai đoạn nặng thậm chí là suy gan, suy thận, suy tim, suy uh, phổi ví dụ như vậy thì rõ ràng ở những giai đoạn đó chúng ta làm sao chúng ta có thể giúp người ta hồi phục lại như trước đây? Uh, nếu mà có thì cùng cùng nếu mà có giỏi lắm thì người ta cũng chỉ gọi là giảm nhẹ bớt các những cái biến chứng ở những cái giai đoạn cố hữu như vậy. Thế còn nếu mà ở những cái giai đoạn sớm hơn rõ ràng là nếu chúng ta điều trị đúng ngay từ đầu, chúng ta kiểm soát tốt ngay từ đầu thì chúng ta sẽ không dẫn đến những cái tình trạng biến chứng như vậy thế làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát được như vậy thì chỉ có bằng cách là thứ nhất chúng ta hiểu đúng về bệnh chúng ta có cái bị phát hiện sớm chẩn đoán sớm và được điều trị một cách chính xác tránh tình trạng là chúng ta đi theo các cái uh, phương hướng hoặc là nghe những lời mách bảo nó không phù hợp thì không những là những cái giai đoạn cuối cùng nó biến chứng nặng mà ở những giai đoạn sớm cũng có thể gặp rất nhiều biến chứng từ những câu chuyện như là lạm dụng corticoid như là như chúng ta nói suy vỏ thường thận rồi là thậm chí là loét dạ dày chảy máu dạ dày rồi Tay tai biến ảnh hưởng đến các cái cơ quan như là nội tạng hoặc là tim phổi rất là nhiều các cái biến chứng mà chúng ta có thể gặp rất sớm thậm chí là chỉ sau một thời gian vài tháng cho đến 1 2 năm là đã rất nhiều biến chứng mà chúng ta đã có thể gặp ở những các cái bệnh nhân này. Dạ vâng, biến chứng liên quan đến bệnh cũng đã nguy hiểm rồi mà biến chứng liên quan đến việc điều trị bệnh sai cách nó cũng rất là nguy hiểm nữa. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ về cái phương pháp điều trị bệnh gút hiện nay và cũng có rất nhiều khán giả băn khoăn rằng là liệu bệnh gút có chữa khỏi hoàn toàn được không ạ? Vâng, à, xin kính thưa quý vị rằng là để để cho thể có thể dễ hiểu hơn thì chúng ta hiểu rằng là bệnh gút nó là một cái bệnh nó liên quan đến cái rối loạn chuyển hóa và rất nhiều các cái bệnh rối loạn chuyển hóa khác mà chúng ta hoàn toàn chúng ta rất là thân quen. Chúng tôi, tôi có thể kể ra ở đây ví dụ như là bệnh đái tháo đường chẳng hạn là một trong những cái bệnh mà nó rối loạn cái quá trình chuyển hóa đường thế và axit uric cũng là một trong những cái căn nguyên mà khi nó bị rối loạn nó gây ra bệnh gút chính vì vậy cho nên là xin phép là trả lời luôn cho cái câu hỏi sau đấy là đối với những bệnh gút chúng ta sẽ không đi tìm cái phương pháp mà để chữa khỏi trong một tuần hay một năm hay một tháng hay là vài năm bởi vì sao bệnh nó liên quan đến chuyển hóa bên trong cơ thể của chúng ta rồi cho nên cái việc quan trọng là chúng ta phải điều khiển cái việc chuyển hóa này chúng ta sẽ chỉ có thể nói rằng là chữa khỏi trong một vài trường hợp nói ví dụ như là do cái quá trình mà chúng ta bị dư thừa axit uric một cách đột ngột liên quan đến một vài các nguyên nhân mắc phải ví dụ như là trong quá trình mà chúng ta điều trị một số loại ung thư đấy thì nó có thể gây ra cái quá trình mà dư thừa axit uric một đột ngột trong một giai đoạn ngắn và có thể gây ra một số cơn gút cấp trong một giai đoạn ngắn và sau này khi mà chúng ta đã chữa khỏi bệnh chúng ta không còn có cái yếu tố gì mà nó gây tăng axit uric nữa thì có thể là người bệnh chỉ là bị một cơn gút cấp hai à, một vài cơn gút cấp mà thôi thì vậy thì trong những trường hợp như thế thì chúng ta không thể nói là chữa khỏi bệnh gút bởi vì đấy nó cơn gút đấy nó chỉ là một cái biểu hiện một cái tình trạng bệnh thứ phát sau một cố cái bệnh lý khác và khi những bệnh lấy bệnh lý hoặc là những cái tình trạng gây các cái căn nguyên này nó mất đi thì nó sẽ không còn lặp lại nữa chính vì vậy cho nên là những người mà bị mắc bệnh hút và chúng ta rất là nên cần là tham khảo ý kiến bác sĩ đặc biệt là chuyên khoa cơ xương khớp để biết xem là à cái bệnh hút của mình đã chắc chắn hay chưa do nguyên nhân là gì căn nguyên là gì hoặc là có những cái điều gì có thể liên quan để chúng ta giúp có thể trả lời được một câu hỏi là liệu là cái bệnh gút này của chúng ta là cái bệnh mà chúng ta sẽ phải song hành suốt đời hay là một cái bệnh mà nó chỉ một vài tháng là nó hết tránh tình trạng là chúng ta nghe một số các cái uh, người quen người mách bảo này nọ dùng liệu pháp uh, thuốc Malaysia hay là thuốc Campuchia đấy là những cái thực tế mà chúng tôi vẫn thường gặp bởi vì người ta vẫn nghe xung quanh uh, hàng xóm rất nhiều những câu chuyện này nhưng mà khi người ta đi theo những câu chuyện điều trị như vậy thì uh, cũng tôi cũng thể nói thẳng luôn là tiền mất tật mang và cái chuyện này là cái chuyện hết sức là nan giải và về mặt điều trị tây y thì chúng tôi cũng có thể nói ra ở đây là nó không có cái phức tạp gì cả nó rất là đơn giản chỉ có hai việc mà chúng ta hoàn toàn có thể làm được thậm chí là rất nhiều trường hợp là chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào các cái cơ quan bảo hiểm nhiều người bảo là bảo hiểm y tế người ta không có thể giải quyết được nhưng mà rất nhiều thuốc để chúng ta có thể kiểm soát được cái bệnh gút mà chúng ta thậm chí không cần phải mua cho nên là cái câu chuyện mà điều trị như thế này thì là nếu mà người bệnh mà được điều trị đúng nơi đúng vị trí đúng phác đồ bài bản thì hoàn toàn chúng ta có thể kiểm soát được bệnh gút cho nên là việc thứ nhất mà chúng ta có thể làm đó chính là chúng ta sẽ điều hòa lại cái chế độ ăn uống của chúng ta tránh tình trạng là quá dư thừa về chất kích thích về rượu bia rồi là À, các cái thịt đỏ rồi nội tạng là những cái nguyên nhân mà nó có nhiều axit uric bên trong. Đấy là những cái nguyên nhân mà chúng ta có thể điều chỉnh được. Và cái thứ hai chúng ta có hoàn toàn có thể làm được đấy là gì? Nếu mà chúng ta đã được chẩn đoán là gút chúng ta sẽ phải lựa chọn một cái bệnh viện, một cái cơ sở y tế mà được uh, chứng nhận để chúng ta có thể uh, được theo dõi được, kiểm soát và chúng ta tuân thủ một cái lộ trình điều trị thì cũng giống như đái tháo đường chúng ta hoàn toàn có thể có 40 năm, 50 năm mắc bệnh gút mà nó cũng không có thể mà hoàn toàn chúng ta vẫn có thể tận hưởng được cuộc sống không mắc những các cái biến chứng quá nặng của bệnh chúng ta hoàn toàn có thể có một cái cuộc sống thoải mái thậm chí là tám chín mươi tuổi dạ vâng À, như bác sĩ cũng vừa chia sẻ là rõ ràng khi mà chúng ta chấp nhận là phải chung sống với bệnh gút đúng không ạ thì để kiểm soát tốt nó thì chúng ta cần phải tuân thủ điều trị cũng như là thay đổi cũng như điều hòa cái chế độ dinh dưỡng và ăn uống của chúng ta một cách thật khoa học và hợp lý như bác sĩ trung cũng vừa nói thế tuy nhiên thì có rất là nhiều người bệnh họ gặp phải một cái um, rào cản tâm lý tức là họ không thể kiểm soát được cái việc ăn uống của mình gây ra rất là nhiều những cơn đau dữ dội và mỗi lần như thế thì uh, họ thực sự rơi vào một cái trạng thái vô cùng mệt mỏi vậy thì lời khuyên của bác sĩ trong trường hợp này là gì ạ? Vâng, đây là một câu hỏi rất là thiết thực và bản thân chúng tôi cũng rất là tâm huyết, tâm đắc về cái câu hỏi này và thông thường chúng ta nhớ rằng là kể cả trong sách y khoa cũng như là các bài giảng của các các giáo sư y khoa chúng ta luôn nhớ rằng là bao giờ cái việc điều trị chúng ta sẽ ưu tiên những cái biện pháp mà nhẹ nhàng trước, thậm chí là biện pháp không dùng thuốc trước rồi đến biện pháp dùng thuốc nhưng mà trong trường hợp này chúng tôi sẽ nói hơi ngược lại một chút ở để chúng ta cùng hình dung là à, giống như chúng tôi chia sẻ. Cái vấn đề điều trị ở đây là nó có, chúng ta có thể đề cập đến ở hai cái khía cạnh. Thứ nhất là những việc mà bản thân người bệnh tự làm được và những việc thứ hai mà chúng ta sẽ dựa vào các cái cán bộ y tế, dựa vào các bác sĩ, các giáo sư để người ta có các cái điều chỉnh về mặt thuốc hoặc là các cái hiệu quả mà do thuốc mang lại chúng ta có thể nói đơn giản là như vậy thế vậy thì ở đây chúng tôi mới nói rằng là vậy thì chúng ta hãy cố định một trong những cái đấy còn những cái việc còn lại chúng ta sẽ nỗ lực bởi vì sao cái việc mà cái tác dụng của thuốc rồi là cái liệu trình rồi phát đồ điều trị vân vân thì các bác sĩ rồi các giáo sư những cái người mà nhân viên y tế mà người ta sẽ chăm lo hoặc là theo dõi cho mình thì người ta sẽ có cái trách nhiệm là người ta điều chỉnh cái việc đó nhiệm vụ của mình chỉ là đến khám đúng giờ đúng ngày để người ta có thể điều chỉnh cách tốt nhất Thế vậy thì cái việc đấy là cái việc mà dễ rồi, chúng ta sẽ không cần phải nói nhiều. Mà cái mà chúng tôi muốn chia sẻ ở đây là vậy thì các bệnh nhân của chúng ta chỉ cần quan tâm đến những cái việc còn lại. Việc còn lại là gì? Chúng ta hãy làm thế nào để những cái việc đó nó sẽ tốt nhất. Nhưng mà có một cái thực tế giống như mình vừa mới đặt câu hỏi à mình mình vừa mới đặt ra đấy là là thực tế là có những việc nó cũng khó. Thực ra là gọi là thuộc về cái người ta gọi là chủ quan tức là người bệnh hoàn toàn có thể điều chỉnh nhưng mà đôi khi điều chỉnh khó quá, có những uh, thói quen, có những cái uh, gọi là uh, phong cách hoặc là vân vân chúng ta có cái uh, chưa thay đổi được cái việc thói quen như vậy. Vậy thì ít nhất là gì? ít nhất là chúng ta hãy làm tốt cái việc còn lại cho nên trong trường hợp này chúng tôi rất thường xuyên khuyên với người bệnh là gì chúng tôi cũng không có quá là cổ vũ cho cái câu chuyện là ăn kiêng khem suốt ngày bởi vì sao bệnh gút không có nghĩa rằng là do mình ăn Đấy, nói ví dụ bởi vì tôi nói luôn là rất nhiều bệnh nhân là chúng ta cũng đâu có ăn nhiều đâu kể cả là chúng ta có ăn nhiều hơn một chút chưa chắc là do chúng ta ăn nhiều mà nó gây ra bệnh chính vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta À, có cái quá trình điều trị theo dõi một cách sát sao thì rất nhiều bệnh nhân người ta không cần phải quá kiêng khem mà người ta vẫn có một cuộc sống hoàn toàn là an nhàn nhẹ nhàng mà không bị các cái biến chứng dạ vâng như vậy rõ ràng là cái vấn đề mà giải quyết được cái tâm lý của người bệnh cũng là một cái việc vô cùng quan trọng mà các bác sĩ vẫn đang phải thực hiện đúng không ạ ừ. vâng và đối với những người khỏe mạnh bình thường thì bác sĩ có lời khuyên nào để giúp cho chúng ta có thể phòng tránh được nguy cơ mắc bệnh cút ạ vâng à, đây là một cái điều rất là hay và bản thân chúng tôi rất là mong muốn được chia sẻ một cách rộng rãi và bản thân quý vị khi mà xem chương trình này chúng ta cũng có thể chia sẻ với người thân thậm chí là con cái của mình để chúng ta làm sao mà chúng ta tránh xa được các cái nguy cơ như thế này đúng không ạ ví dụ như có một số trường hợp bệnh lý là bắt buộc ví dụ như chúng ta có những cái bệnh uh, nguyên phát trước đó và trong cái quá trình điều trị hoặc trong cái quá trình bệnh nó diễn ra nó gây ra bệnh gút chúng ta có thể không chống lại được một cách trực tiếp tuy nhiên đối với những người khỏe mạnh chúng ta hoàn toàn có thể uh, phòng tránh được hoặc là chúng ta có thể điều chỉnh được những việc mà chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh nói ví dụ ở đây chúng ta biết rằng là chế độ ăn và các cái thực phẩm mà nó có liên quan đến cái bệnh gút như là các cái thực phẩm nhiều axit uric rồi các cái bệnh phẩm nó các cái nhiều các cái thực phẩm mà nó gây ra các cái rối loạn chuyển hóa ở trong cái quá trình uh, chuyển hóa thức ăn ấy, ví dụ như là rượu bia chất kích thích hoặc là uh, các cái loại thực phẩm mà nó có nhiều các cái chất đạm nhiều các cái chất mà trong cái quá trình chuyển hóa nó sẽ tạo ra axit uric rất nhiều ví dụ như là thịt đỏ ví dụ như nội tạng động vật ví dụ như là các cái uh, món khoái khẩu của của người việt nam như là À, rất nhiều người đề cập đến những cái món như là nào là hải sản nào là thịt chó cháo lòng tiết canh vân 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 thì rất nhiều những các cái món như vậy và đó là những cái món mà có rất là nhiều các cái cái đạm để nó tạo ra cái sản phẩm là aciduric sau khi mà chuyển hóa xong thì chúng ta hãy điều tiết lại cái chế độ ăn uống này bởi vì sao bởi vì là uh, về nguyên tắc thì chúng ta đều hiểu được nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu rằng là cái căn bệnh này nó có liên quan đến một phần đến cái chuyện ăn uống chúng ta bớt được cái chế độ đấy đi thì ít nhất là chúng ta đã tránh được những cái bệnh mà không đáng mắc phải không đáng có đấy là cái việc hoàn toàn chúng ta có thể làm được cái thứ hai nữa là có những việc chúng ta lại cũng rất dễ làm đó là gì khi mà chúng ta có cái chế độ ăn như vậy thì mà nếu mà kết hợp với cái chế độ mà tập luyện vận động thường xuyên sinh hoạt một cách là là khoa học thì chúng ta sẽ giúp cái quá trình đào thải của các cái chất thải của chúng ta một cách thuận lợi thì rõ ràng là thậm chí là đôi khi là chúng ta còn chưa chết giảm được các cái chế độ ăn uống nhiều nhưng nếu mà cái chế độ đào thải mà nó tốt, chúng ta uống nhiều nước, chúng ta tập thể dục nhiều thì rõ ràng nó cũng sẽ giúp đào thải nhanh hơn nhiều hơn qua cái đường này qua cái đường kia và đặc biệt là khi mà chúng ta uống đủ nước chúng ta đủ nước tiểu để có thể đào thải ra được thì nó cũng sẽ giúp cho cái cơ thể của chúng ta cân bằng được cái lượng axit uric ở trong cơ thể và nó sẽ hạn chế được tối đa cái tình trạng mà rối loạn chuyển hóa và đặc biệt là rối loạn chuyển hóa axit uric. À, ngoài ra thì à, chúng ta cũng cần phải có một cái chế độ là kiểm tra định kỳ đây là cái điều mà mọi bác sĩ đều khuyên. Không phải chỉ có mỗi bệnh gút mà khi mà chúng ta đã có cái kiểm tra định kỳ như này, chúng ta sẽ đánh giá được các nguy cơ mắc phải hoặc là chúng ta sẽ chẩn đoán được sớm khi chúng ta bắt đầu có những cái dấu hiệu rối loạn để chúng ta có thể điều chỉnh các cái chế độ sinh hoạt một cách kịp thời. Thì đấy là những cái biện pháp mà giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe tốt và đặc biệt là tránh xa được cái bệnh gút. Vâng, ạ, rất là cảm ơn những thông tin vô cùng hữu ích từ bác sĩ Chung và một khán giả có hỏi, xin được gửi câu hỏi tới bác sĩ ạ xin hỏi bác sĩ là bệnh gút có di truyền hay không? Nếu trong gia đình có người bị gút thì các thành viên khác có cần phải đi tầm soát định kỳ hay không ạ? Ừ, à, đây là một cái câu hỏi rất là thiết thực đúng không ạ? Về nguyên tắc chúng ta thấy rằng là bản thân bệnh gút thì nó không phải là di truyền một cách trực tiếp à, qua gen như là một số các cái bệnh lý à, về di truyền. Tuy nhiên thì người ta cũng thấy rằng là có yếu tố di truyền có nghĩa là trong gia đình thì người ta vẫn thấy rằng là có một cái mức độ nào đó nó có cái ảnh hưởng cái nguy cơ. Chính vì vậy cho nên là trong những trường hợp mà nói ví dụ trong gia đình, đặc biệt là có những cái gia đình mà thậm chí hai ba thế hệ đã có những cái biểu hiện của bệnh hút rồi, thì rõ ràng là những các cái thế hệ về sau chúng ta thứ nhất là nâng cao cái tinh thần cảnh giác về chế độ ăn uống, về sinh hoạt, tập luyện, vận động, vân vân. Thì để làm sao phòng tránh và đồng thời là chúng ta đi tầm soát, đi khám các bác sĩ chuyên khoa để chúng ta đánh giá xem liệu chúng ta đã có rối loạn chưa, bao giờ có rối loạn và khi nào thì mới cần phải điều trị. Chúng ta cần phải lưu ý là rất nhiều các cái trường hợp mà có tăng axit uric nhưng mà không có nghĩa là phải điều trị đấy cần phải lưu ý như vậy cho nên là những cái uh, những cái trường hợp mà trong nhà có uh, người ví dụ bố mình mắc uh, bệnh gút thì cũng không có nghĩa rằng là tất cả mọi thành viên khác phải lo lắng là đi kiểm tra. Tuy nhiên là đây cũng là một cái lời cảnh báo để chúng ta sẽ nâng cao cái ý thức hơn để làm sao mà chúng ta tránh xa và đồng thời là nếu mà chúng ta tuân thủ cái việc mà uh, kiểm tra định kỳ thì chúng ta cũng có thể kiểm soát sớm hoàn toàn là ngăn chặn từ xa được cái bệnh lý này. Dạ vâng ạ một khán giả xin được hỏi bác sĩ Tôi được biết là trong một dự án nghiên cứu của Viện Gút cho kết quả là trong 100 người có đến 91 bệnh nhân bị nhiều hạt tophi. Bác sĩ có thể phân tích rõ hơn về hạt tophi và cách để hạn chế biến chứng này ạ? À? à đây là một cái câu chuyện khá là thú vị. Chúng tôi cũng nhân thiện thì cũng chia sẻ một cái câu chuyện khác. Đấy là khi mà chúng tôi làm việc với những cái đồng nghiệp nước ngoài khi mà đến với khoa cơ xương khớp bệnh viện E thì người ta cũng rất là phấn khởi. Đầu tiên chúng tôi cũng không hiểu là tại sao người ta lại phấn khởi như vậy. Nhưng mà sau này khi mà chia sẻ với với họ về về cái câu chuyện này thì họ mới nói rằng À họ phấn khởi bởi vì là Tụi tôi chia sẻ cái câu chuyện này à, Cũng cách đây hơn 10 năm rồi Khi mà giáo sư đến làm việc với khoa cơ sư khớp uh, bệnh viện e Thì là thầy nói rằng là À những cái câu chuyện này 20 năm trước Ở, ở, ở Thụy Điển chúng tôi cũng phổ biến lắm Nhưng bây giờ chúng tôi không còn thấy nữa chúng tôi chính vì vậy cho nên là khi gặp một cái bệnh nhân mà có cái hạt tô phi như vậy là là giáo sư rất là phấn khởi để chụp lại ảnh để vân 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 mục đích là về để chia sẻ cho sinh viên ở bên đấy người ta xem à đây bệnh hút đây này có hạt tô phi thật đây này đấy thế điều đó nó muốn trả lời một cái câu hỏi rằng là cái câu chuyện mà chúng ta nghiên cứu thấy là 100 người mà có 90 mươi hạt tô phi ấy, thì chúng ta cần phải đặt ra cái câu chuyện là à cái này nó nghiên cứu ở cái cái khu vực nào thế chứ còn nếu mà bệnh nhân mà điều trị tốt thì nó sẽ không đến được cái giai đoạn có hạt tô phi như lúc nãy chúng ta nói là đây là cái biểu hiện của bệnh nhưng đồng thời nó cũng là biến chứng mạng tính của bệnh rồi đây là những cái biểu hiện mạng tính rồi chính vì vậy cho nên là nếu người bệnh không chữa tốt chúng ta thấy rằng là có trăm người thì có đến 99 người 90 người là có những các cái biến chứng mạng tính mà cụ thể là có hạt tô phi nhưng mà nếu mà chúng ta chữa tốt mà thực ra lại không có quá khó khăn để chúng ta hoàn toàn có thể tiếp cận với các cái trình độ y khoa ở trên thế giới về cái điều trị bệnh gút cho nên chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được người bệnh đến đến nhiều tuổi mà vẫn không có hạt tophi giống như là các nước phương tây từ cách đây mấy chục năm về trước. Thế còn bản chất của hạt tophi là vì xin thưa là hạt tophi bản chất nó chỉ là một cái túi đựng các cái axit uric cho nên là khi mà chúng tôi mà à, khám những cái bệnh nhân mà người ta bị vỡ hoặc là những bệnh nhân là chúng ta mổ ra đấy chúng ta sẽ thấy nó chỉ như là một cái túi vôi bột. Ý nó giống như vậy nhưng mà nếu mà nó nhiễm trùng thì nó lại một cái nơi rất là khủng khiếp bởi vì rất là khó chữa lành cho nên những cái bệnh nhân mà người ta chữa bệnh gút mà không kiểm soát tốt bệnh ví dụ những cái trường hợp người ta chỉ chữa để cho đỡ đau thôi thành ra người ta cứ cái acid uric nó cứ bị tích lũy lần này qua lần khác lần này qua lần khác thì chúng tôi hay nói một cách ví dụ một cách nôm na là giống như là nước muối biển để chúng ta phơi lên thì nó sẽ tạo thành cái hạt muối nó cứ động lại nó cứ tạo thành hạt muối động lại thì tô phi nó cũng giống hệt như vậy nghĩa là ai có tô phi thì nhìn là biết ngay là chữa không có tốt cho nên là nếu quý vị khán giả chúng ta uh, có bệnh gút hoặc là uh, có những người nhà bị bệnh gút chúng ta hãy kiểm soát tốt chúng ta sẽ không phải mắc cái câu chuyện là hạt tô phi nữa dạ vâng nghe cách giải thích vô cùng thú vị của bác sĩ thì tôi tin chắc rằng là quý vị khán giả cũng cởi bỏ được một phần nào đó cái việc là tâm lý nặng nề đúng không ạ cho việc là chúng ta chỉ cần kiểm soát tốt bệnh từ việc là tuân thủ điều trị của bác sĩ cũng như là kiểm soát được cái chế độ ăn uống của mình thì chắc chắn là chúng ta sẽ chung sống một cách khỏe mạnh với căn bệnh hút này một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn bác sĩ thạc sĩ trần nam trung phó trưởng khoa cơ sở khớp bệnh viện e cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau